Thế ông bạn ơi, này cái ghế này lùng quá, chốc đổi cái ghế đây. Hello mọi người trong lớp nha. Có
Đấy bà gì? Ừ. Cái hình twist. Hello Hương Duy nha. Chào Hồng. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã không thể yêu thêm mãi. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi, bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối. Ngoài kia nếu có khó khi gần quá về nhà anh nhé, có em chưa? Mỗi môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bức thơ. Xuân hạ thu đông đều có em chưa? Có điểm mặt nào bao nhiêu lâu anh đã ao ước, có vân thân nào bao nhiêu đêm. Để về gửi cho, về gửi cho một nhà gửi. Thì tao nhìn nó cười dễ thôi chứ nhìn ở ngoài. Cục máy lên cũng không có tính nổi nghèo đâu. Tại tại cái này cái cam ở trên xuống xong nhìn đi. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa sổ. Tình yêu là quên từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi ơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn thôi. Sao quá bây giờ vậy? Giấc mơ là có hay sao? Mơ là tình yêu đây là có. Đôi tóc em quá mượt mà. Còn phút sau đang đi về. Hình như là hãy cùng một rõ đi em. Bao nhiêu tháng ngày cần nhảy hả hôm nay không nhảy? Lá chào. Chào mấy bạn mới vô. Nay không nhảy đâu. Mày đâu? Mặc đồ thì sao nhảy? Cái hôm mà nhảy thì kêu hát, hôm nào lên gương hát thì kêu nhảy. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chưa? Có tình thơm thơm, có dư vị mỗi bức thơ. Xuân hạ thu đông đều có em chưa? Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên hai đôi cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu em từng đêm mình cùng ăn tối nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc đơn phương em đấy không chú không biết bài đọc bài khó quá bài này. Cảm ơn gấu, chào em, chào mọi người mới vô. Em đã biết hả? Cảm ơn xin sai, chào xin sai nha. Em đã biết. Chút hơi đau cổ một tí, sợ bị viêm họng quá mọi người.
mùa này thấy ai cũng bị bệnh hết trơn. Không chưa mua mà. Anh cứ ổn để xíu nữa hết nha. Cười nhiều hả? Chắc tại nay Trúc mặt hơi đần đần hơn xíu. Hôm nay Trúc chưa có được ngủ trưa nên là hơi không có được tươi mấy. Không khen nữa. Thôi rồi, để xíu nữa hát một bài. À, nãy mới kêu là kêu mọi người coi clip bài kia chưa? Nhớ Vũng Tàu xong rồi tò hỏi có nhớ Hùng không ý ghê. Tuổi đời thỏ ngắn lắm hả? Mấy năm? Cũng có năm ta.
Hôm qua làm gì có xô mà hôm nay đẹp hơn hôm qua. Tôi khổ ghê. Trả lời là không có liên quan. Chúc trả lời là không có liên quan gì tới Hùng hết. Ủa 5 năm hả? Thiệt á. Ủa hôm qua chú kêu chú không có xô mà. Chết rồi, giọng chú khàn quá. Chị tên gì hả? Chị tên là Hỷ Chúc nha. Ờ tinh thành là sai rồi. Cái gì không có hạn sử dụng hả? Thực phẩm gì không có hạn sử dụng. Gì ta? Thực phẩm. Nãy mới nhắc luôn hả? Nãy giờ có nhắc gì đâu hả? Đồ đông lạnh. Hôm qua coi qua gì mà ổng ngồi kêu ổng dậy xong rồi ổng bảo là ngồi nguyên ngày đợi chút ổng xả thôi chứ ổng ngồi chơi chứ đợi gì. Mật ong không có hạn sử dụng hả? Mật ong có gọi là thực phẩm không có ta? Mi bắt cóc hả? Hùng làm như là chút về Vũng Tàu có Hùng ở đó để bắt cóc. Avatar tổ hồi xuân đâu? Avatar tổ đâu? chắc chết tôi quá. Mọi người đừng để ý tới avatar của tổ mà. Trời ơi là trời. Giờ tôi đã bị đào tới cái thời trẻ trâu luôn. Thương rồi ông trời ơi. Em đang đau cổ, em sợ hết bài đó không được á. Dạ, ok anh. Ủa, okay, nhưng mà 5 giờ em làm. Mấy giờ anh mới qua? Mấy trâu rồi tôi đã để Only Me hết rồi mà. Cũng mờ ra được. Dạ vậy có gì 6 rưỡi em nghe qua. Tại 5 giờ em làm xong rồi. Thôi tạo dáng. Đề nghị không ngờ thời trẻ trâu của chút bạc nữa nha. Hiện hết hình ra thì có hả? Thôi tôi về tôi xóa. Bật mình ghê. Xóa cũng vậy hả? Sao cũng vậy, xóa rồi thì sao mà xem được? Anh lại kêu ai hết bạn anh kìa. Buồn quá. Đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngu nghê. Tin một người đến nỗi rơi lệ là thế. Ai chỉ cần biết nữa. Khi thương ai thì dù trong mơ vẫn cảm thấy ấm áp sự thương. Rồi khi thấy anh chỉ trong tay của người khác ấy. Sao em quên đi hồi còn khác đây. Anh bên ai hạnh phúc.
là đêm bao giờ đừng nghĩ hạnh phúc ra sao, yêu thương như nào chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi để đâu khi ta đã lẫn nhau. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì anh thấu đâu, từng lời buồn chưa hết đâu. Bài này mà làm cái này nó không có hợp lý rồi. Bài này đang u sầu quá. Cảm ơn Thành nha. Khỏi cần xin đi giờ hả? Hình của chị, hình nào? Hình trên Facebook đó hả? Hay là hình hồi trẻ chị? Âm lại đổi hình nữa rồi, lại đổi. Âm này kiểu như là toàn là hình hình diện hàng tôi á. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì thấu đâu, những lời buồn chưa hết câu, nhớ mắt đã dần khóe sầu. Ủa anh Money nãy giờ đi đâu mới vô đúng không? Dạ em tưởng là thấy rồi chứ. Hát bài gì ta? Đó, anh Quang Núi. Không thuộc, em không thuộc đâu. Bài nào hợp lý hơn đi. Mùa xe nhau hả? Thôi xin rồi đây mới hát bài. Đây mới hát bài. Đó nữa là ngủ gục quá. Ừ đúng rồi, bạn yêu anh cũng được. Bài này cũng hơi hơi buồn. Ông Hùng suốt ngày có bài mùa xa nhau, không bao giờ có, không bao giờ có buồn. Chờ em gọi thêm chút xíu. Rồi sao mọi người toàn yêu cầu mấy bài buồn không nhở? Giấc mơ, giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh thôi, yêu anh hết thân này, yêu anh chẳng tiếc gì. Bằng tất cả những gì em có, bằng cả yêu thương, dù gian tan vào tôi. Xin anh gần lại bên em, đừng rời xa em. Xin đừng bỏ em ở lại, xin đừng dập tắt đi. Nỗi nhớ không tên theo
buồn xa chút. Ủa làm gì vậy? Tự nhiên mình nhớ ngày này. Ai biểu vô? Ai biểu vô sỉ nhục người ta trước, xong rồi người ta sỉ nhục lại thì giận hơn. Ê, chào em nha. Chào Huy. Lâu rồi mới thấy. Yêu anh chẳng tiếc gì, bằng tất cả những gì em có bằng cả nhân. Dù gian tan và gục đôi yêu tôi cứ yêu thôi. Anh sẵn xin anh gần lại bên em, đừng rời xa em. Chụp tạo dáng gì bây giờ, suốt ngày tạo dáng này mệt quá. Bữa nay không phải đâu, tại mọi người lâu rồi không vào cho nên quên mặt chút á. Tại mà xích thôi, sai lắm, sợ sai lắm, chút sợ thôi không được đâu. Ít chào Tân nha, mới thấy lánh thoáng đâu đó. Đúng rồi, chào. Từ từ, hát tiếp. Hát bài gì? Hello chân gà. Thích chân gà không ông? Oh, hôm nay chị không có show tối. Chị toàn show 4 giờ không à? Hôm nay không có ai đâu. Tân vậy thôi, Tân muốn gặp là gặp à. Đúng không Tân? Bạn chí cốt của Mai mà. Bài gì ta? Hát bài tiếng Anh đi. Bài tiếng Anh là vui vui một tí đi. Nãy giờ toàn hát bài nhạc u sầu. À, chưa hát bài cho em thêm chút xíu. Để hát một bài tiếng Anh xong rồi hát bài đó nha. Giờ đã khác dù sẽ như bao giờ. What a word why vậy? Bài đó không vui. Bài nào vui đi. Bảo từ nãy đến giờ
Bài ca tuổi trẻ chị không biết tuổi bài đó. Baby, the show must we will all. We will rock you. He win. Chắc không biết hát đâu. Một con say in sao thần thoại. Tí xíu hát thần thoại. Giờ hát một bài tiếng Anh. Hát một bài tiếng Anh đã. Mini money more. Ketchup bar her toe. Bài đó không bao giờ chút nhớ cái tên của nó viết sao luôn á. Thiệt á. She gets attention. Đúng rồi, bài này hot đang hot nè. Attention mà không biết có biết hát được không thôi. Mọi người chuẩn bị nghe hát fail nha. Đúng rồi, chúng không hiểu bài đó. Cái mini minimal là cái không hiểu, không bao giờ hiểu cái đó luôn. Đây là bạn acoustic rồi. Chuẩn bị phiêu. Hết bài này chị hát bài thần thoại nha. Now we're all
respect, but you're not home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. You just had found me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making me never get in. Ông khóc hả? Ông khóc khúc nào vậy? When you were my one. Cái khúc mà thôi để bữa sau Trúc rút kinh nghiệm sao? Thì ra khúc đó ông khóc. Hiện gì Trúc tưởng, Trúc nghe Trúc tưởng khúc đó sao cái giọng ông nó khàn khàn. Tại Trúc không có coi clip á, Trúc chỉ nghe thôi à. Ừ, cái khúc mà giọng khàn khàn. À, thì ra để bữa sau mình rút kinh nghiệm nha. Ủa, ông Thành đi đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Hát phim thì mặt phải thả thính tí. Trời. Cái bài này lần đầu tiên hát phải nhìn lời, phải tập trung nhìn lời. Khổ lắm. Tập trung nhìn lời mà mặt tỏ ra thả thính là hơi bị khó nha. Biết thế đó. Chào Ken Sai. Chưa về sợ thanh cá. Ông cá mình nên có áo rồi. Được lắm rồi, có quyền lắm. Ông Thành đi đâu nãy giờ? Hello xin. Bé nhà cho lên show. Hôm nay bé lên show dùm dùm hiệp chấp thần thoại. Giờ thần thoại hay One Corner Way, hát bài nào trước? Thần thoại đi, cho nó tiếng Việt xong rồi quay nha. Mình hát xem kỹ. Ủa, nghỉ hè rồi hả? Mọi người nghỉ hè rồi hả? Dạo này Trúc đã thoát khỏi cạnh rồi cho nên là Trúc không biết gì nghỉ hè gì hay là đi học hết trơn. Thì ra Trúc cũng có ngày này. Ôn kem khổ hả? Không sao đâu em. Em chỉ cần cố gắng hết một tháng này thôi là sau đó em sẽ đi chơi mãi mãi. Học đại học khỏe, khỏe lắm. Không, nếu như mà học giống chị thì khỏe thôi. Chưa nói vậy mất công nhiều nhiều nó đáng nhưng mà. Luôn vẫn âm thầm mà nói không nên lời. Ngày tháng qua tình trong đêm chôn giấu, dù rằng chúng ta mới gặp nhau, lòng hoài ngóng trông được nghe tiếng. Hãy subscribe.
chôn giấu. Dù rằng chúng ta vẫn mất nhau, dù ngoài ngóng trông được nghe tiếng em đang cười, mà cứ như vô hình. Mà em đây có biết anh đang chờ lời yêu em sau kia sao? Mà sao em không lấy. Sao mọi người toàn là yêu cầu mấy bài buồn buồn vậy ta? À, còn bài cho em gần anh thêm chút nữa. Chưa hết đâu kìa. Sắp hết giờ rồi. Sao ta hết kịp đây? Sao sao nhau? Khi nào show nhảy rồi hết bài đó. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, reach it out to you. Take a chance, no matter where you go. I know you're not alone, I'm only one. Oh,
Vậy thì để ý luôn, toàn ngồi nói chuyện đâu á. Quá mà. Em quê ở Đà Lạt á. Ai đồ bỏ sâu vậy? Đâu, nãy giờ đâu có chát miếng nào đâu. Nhiều bài quá mọi người, còn nhiều bài quá, giờ chút phải còn có 5 phút thôi. Bài nữa à. Mọi người muốn bài nào đây? Nhiều bài quá không hát hết được. Tôi chờ gì? Mùa xa nhau hả? Chị bắt tôi hát cái bài. Bác hát bài siêu u sầu luôn nhỉ. Ủa Ken sai thi đại học chưa? Xin nói gì dài thế là sao? Tưởng bạn mình làm xin mọi người nói gì chút bắt đầu không bắt vào được câu chuyện rồi, mỗi người nói một kiểu mỗi người nói một chủ đề. Rằng em mãi ở bên hả? Này đi, bữa sau hát bài kia cho Hồng nha. Tại giờ hết giờ mất. Không. Bữa sau hát. Đang lát nè, hoạt động hơi chậm hả? Em cái này nó hơi lâu rồi cho nên là nó lát lâu lắm. Mai đi học âm xem hả? Để vài bữa tới hôm room 96 hôm mà room nhảy thì chút sẽ hát một duy nhất một bài đó cho Hùng luôn. Phải lòng nhau ngay từ giây phút đầu, bầu trời cao với ngàn đô nánh sụp, vì sao lung linh có phải anh khi bên anh nghe thấy tiếng trái tim cất lời, cái nắp mặt chiều sáng dù mưa. Đêm em đau đêm mơ thấy người mắt cười nói lời yêu, cầm tay em đi em đến nơi sáng soi tận cuối trời, đêm chỉ bay theo gió bay tháng ngày đâu hay, trong đêm tối tăm thấy anh vẫn đợi em, rằng em vẫn đang chờ nên anh đừng hững hờ bên. Hát nó nhiều bài quá, mình bây giờ hát thì nó hát bài đó là cũng bình thường đúng không? Đợi hôm đó là kiểu không hát bài nào hết, chỉ hát duy nhất mỗi bài đó thôi. Đó nó đặc biệt đúng không? Nói gì nữa hả? Nói thiệt mà, giờ hát bài đó đâu có gì đặc biệt đâu. Thề luôn, thứ bảy 5 giờ, không lộn á, thứ bảy chứ không phải thứ sáu. Thứ bảy 5 giờ, đêm 96 nha. Do hát một mình bài đó thôi. Trong đêm tối tăm thấy anh vẫn nắm chặt em, giang nắng vẫn chờ nên anh hờ
nhậu gì? Sớm lắm, 5 giờ sớm lắm. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người hôm nay đã lên. Ngày mai chúc có show 4 giờ. Ngày mai là thứ mấy ta? Thứ 6. 4 giờ đến 9 luôn nha. Còn thứ 7 3 giờ đến 9, 5 giờ đến 9, 6 nha. Chữ cuối là gì? Không mờ là thiệt là đúng không? Đáng yêu là kiêu mà. Không mờ là thật đúng không? Chúc coi phim quá thì chúc cũng biết được luôn á. Yeah. Thôi Hùng đừng giận, bữa sau chúc sẽ hát bầu cho chúc thề luôn. Nguyên một show nhảy hát một bài đó luôn. Cảm ơn mọi người hôm nay đã lên với Chúc nha. Ai chú ấn theo dõi thì nhớ ấn theo dõi Facebook với TikTok của Chúc nha mọi người. Ai có hoa thì lên hoa cho Chúc với. Có khi bị cấm chát. Ai mà cấm được ông nữa ông cá. Tất cả là sự thật. Sao môi em run và nước mắt vẫn tuôn, mắt em đẫm lệ, hiệp sẽ về. Em đã quay lại nữa chứ, đi hết show xong tới khi người ta hết giờ xong mới quay lại, dễ hờn dễ sợ.